Home & Home là một trong những công ty hàng đầu về thiết kế và thi công nội thất. Bằng tâm huyết, bằng kinh nghiệm, sự nhiệt tình và sáng tạo, đội ngũ Home & Home tự tin mang đến cho khách hàng những phong cách nội thất thẩm mỹ, nâng tầm giá trị cho căn nhà của bạn. Với đội ngũ kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi thiết kế những công trình đẳng cấp như thiết kế biệt thự sang trọng, những sản phẩm vượt trội về chất lượng, đáp ứng được đúng nhu cầu cũng như sự kỳ vọng của khách hàng. Home & Home không ngừng đổi mới, ngày càng hoàn thiện và nhanh chóng khẳng định được vị thế thương hiệu là một công ty tư vấn, thiết kế, thi công kiến trúc nội ngoại thất uy tín với phong cách thiết kế rất riêng chỉ có ở Home & Home. Home & Home tự hào là đơn vị thiết kế và thi công kiến trúc nội ngoại thất uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Home & Home khởi nguồn từ những kiến trúc sư tâm huyết. Sau 5 năm đi vào xây dựng và phát triển, Home & Home đã trở thành một đơn vị đáng tin cậy trong việc tư vấn, thiết kế, thi công kiến trúc nội ngoại thất tại Việt Nam. Công ty Home & Home chúng tôi sẽ trở thành một đơn vị tư vấn thiết kế và sản xuất đồ nội thất hàng đầu Việt Nam và đáp ứng được các cái nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng về thẩm mỹ và chất lượng. Chúng tôi hoạt động với sứ mệnh cung cấp đến khách hàng những giá trị sáng tạo khi thiết kế thi công nội thất để không gian sống của quý khách hàng trở nên tuyệt vời hơn, là điểm đến tin cậy mỗi khi khách hàng có nhu cầu cần thiết kế thi công nội thất, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, đưa cuộc sống của mỗi người không chỉ là sống mà còn là sự tận hưởng. Mỗi thiết kế của Home & Home luôn hướng tới sự tiện ích và tận dụng tối đa công năng của không gian bạn đang sống và làm việc, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ yếu tố nghệ thuật. Thêm vào đó, khách hàng có thể dễ dàng thay đổi lại thiết kế khi khách hàng có nhu cầu. Với Home & Home, chúng tôi luôn hoạt động dựa trên tiêu chí rằng thiết kế cho khách hàng cũng như thiết kế cho mình, luôn đặt bản thân vào vị trí của khách hàng để có thể hiểu khách hàng và đem lại cho khách hàng những không gian sống tuyệt vời nhất. Với Home & Home, chúng tôi hoạt động dựa trên tiêu chí giá trị cốt lõi, trung thực để phát triển bền vững, đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển. Home & Home chú trọng đầu tư vào nhà xưởng với trang thiết bị máy móc hiện đại cùng sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận. Thêm vào đó, đội ngũ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, có cái tâm và luôn đặt sự uy tín trong nghề nghiệp lên hàng đầu. Tất cả những điều đó đã làm nên một Home & Home khác biệt, một Home & Home chuyên nghiệp và có thể khiến khách hàng không thể không hài lòng khi đến. Home & Home luôn mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, tiến độ giao hàng đảm bảo, giá thành hợp lý, chế độ bảo hành tốt nhất và đáp ứng những nhu cầu khác nhau của khách hàng. Đến với Home & Home, quý khách hàng có thể thấy được sự chuyên môn hóa trong từng lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp đến cho khách hàng. Từ giải pháp thiết kế, thi công từ A đến Z, nội thất, ngoại thất cho không gian sống của khách hàng. Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua là nguồn động viên to lớn trên con đường phát triển của Home & Home. Chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện, phục vụ khách hàng tốt nhất để luôn xứng đáng với niềm tin ấy. Thông tin liên hệ với Home & Home. Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Tòa nhà Home & Home, số 21/46 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 1900 2183, 0899 800 666.